Từ ngày hôm nay chúng ta phải ăn uống tiết kiệm đấy nhá. Mỗi người chỉ gọi 15.000 thôi. Nhân hôm nay ăn gì nào? Cô ơi, cho con một phần lạc, phần rau xào với một miếng đậu thôi ạ. Nào, Lâm đẹp trai, hôm nay ăn gì? Cho con giống như thế ạ. Ăn gì? Trà đá này, tranh thủ uống đi. Giờ nhà không có nước mà uống đâu. Hai anh ơi, em có ý này. 4 triệu em vay quỹ để gửi về cho mẹ sửa mái nhà, em chưa có gửi đâu. Hay là mình dùng trước được không? Không được. Việc gì phải đi việc này chứ. Dịch gì ra dịch đó. Em mới số tiền nó gửi về cho mẹ đi. Ba đứa mình đã nát rồi, không có rắc thêm một đồng. Nhưng mà nhớ mình không có tiền, có đồng đuổi ba anh em ra khỏi nhà thì sao? Cứ để em điện cho mẹ xem mẹ có cần gấp không. Nếu mà chưa cần gấp thì... Cái thằng ếch này, bị làm sao đấy? Em gọi cho mẹ, đương nhiên mẹ sẽ bảo là thôi mẹ không cần đâu, con cứ giữ đi rồi. Các cụ lúc nào chả thế. Đúng á, anh có thể ăn cơm không thịt cũng được. Nhưng mà riêng mẹ em là phải có một cái mái nhà che mưa che nắng đàng hoàng. Em hiểu không? Ê! Quên, nước cam cho mẹ trẻ. Anh Lâm ngày nào cũng mang một chai nước cam cho chị Nhi. Bảo sao chị Nhi yêu anh Lâm, chết đi sống lại anh nhỉ? Hóa ra con Nhi nó đâu phải yêu con người anh Lâm đâu, yêu là yêu chai nước cam á. Anh thôi đi nhá, anh ê. Cô ơi, con gửi tiền rồi ạ. Của cháu ba suất 75.000. Sao lại 75.000 ạ? Cô tính nhầm không ạ? Hai đứa cháu một suất 15.000. Còn cái cậu Bách, cậu gọi thêm một miếng thịt quay, một miếng thịt gà, một ít thịt kho tàu. Suất của cậu ấy là 45.000. Còn canh miễn phí. Ôi kìa, anh quay! Có mấy cái đồng bạc thôi mà mệt thế à cháu? Cuộc sống mà cô. Cô xin.